chào cả bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Minecraft Minigame Sinh Tồn cùng với cả Nước Team Sinh Tồn. Xin chào. Hello, xin chào. Kiểu đâu người ta nhỉ? Kiểu ở đâu ta? Khỏi các bạn. Rồi kiểu bên đấy. Rồi thì các bạn có thể thấy rằng một điều đây, một điều mới thật sự là rất là nhỏ thôi. Đó là mình đang mở rộng cái hòn đảo của mình ra. Đấy, để làm gì thì ngày hôm nay chúng ta sẽ biết. Mình mở rộng ra để làm gì? Thì lần trước có rất là nhiều bạn có nói rằng là trời ơi sao mình lại mất công đào obsidian lấy lava, nói chung là làm mấy cái việc như vậy. Thì thực ra thì mình cứ làm cho các bạn để các bạn biết rằng là cái khả năng sinh tồn của Noob Team như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chương trình, đó là các bạn có tin rằng có obsidian, obsidian vô tận không? Trời ơi, mọi người đâu nhỉ? À đúng rồi, nói chung là vô tận. Đấy, chúng ta có thể đào thoải mái mà không cần đến lava, không cần đến nước. Có tin không? Đây, bây giờ Nước sẽ thực hiện một cái cách này nhá. Pixel sẽ đứng ở ngoài, nói chung Pixel phối hợp, Rồi, sự phối hợp đây, Nước sẽ chui vào đây. Đấy. Sự phối hợp độc đáo đã dạ. Rồi, bây giờ Nước sẽ chui đây, bắt đầu mọi người phá phá cổng ngoài đi. Trời ơi. Phá cổng ngoài à? À phá cổng Nước vào được không? Được, cứ phá đi. Trời ơi, sợ sợ thế nhỉ? Rồi. Bây giờ chờ mọi người phá một block thôi là được mà. Rồi, phá được rồi. Vỡ chưa? Vỡ rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ chui tới anh em. Ấy, chui vào. Mình sẽ chui vào đây các bạn nhá. Xem rằng là có nó có được không? Được. Ui. Cái cánh cổng này nó xuất hiện ở dưới này cơ. Hay. Ở dưới này. Ở dưới địa ngục luôn à? Không, ở dưới mãi dưới này cơ. Đúng thấy các bạn nhưng các bạn không thấy đúng. Trời ơi. À tận đâu ấy? À tận đây này. Đâu nhỉ? Đây này, Nước thấy các bạn mà. Hay mọi người ơi. Trời ơi. Đây nó tận, đây nó khác tự xây một cái này. Từ nha. Ủa trời ơi, mình hết block rồi. Bây giờ mình có thể là TP đến các bạn được mà. Đây. Có ai ở đây không? Chắc là không thấy rồi. Rồi, bây giờ chắc có lẽ rằng là mình sẽ làm dưới cái gầm à? Đúng rồi, ở dưới. Bấm lại là ở dưới gầm ấy. Đây này, đi xem ơi, đằng sau. Hay. Đây. Sao á? Đây. Đây bên trái. Ấy. À, thấy cái cuốc sáng sáng rồi, thấy rồi. Hay lắm. Bè hao tu ạ. Rồi luôn. Đây. Rồi đây là một cái điều mình không ngờ tới rồi. Bây giờ mình cũng không có. Mình có thể làm một cách đó là TP thì các bạn xong lại bắt. Nhưng mà đừng TP. Đấy nhá. Bên mọi người bắt hết sang đây rồi, mọi người thả nước xô nước dưới này. Đó để xô nước dưới này. Sao bắt xuống dưới được? Vì sao không bắt lên trên? Để kêu cái bếp rồi, kêu hiểu ý họ đẩy kêu đi đây. Cho xô nước chảy xuống đây. Đúng rồi, cho chảy đây là chúng ta bơi lên được. Đó, đây là cách tạo ra cái oxygen vô hạn vô tận để cho chúng ta đào thoải mái đây. Theo đào thang bán đây. Trời ơi. Bạn thấy không? Nó sẽ tạo một cái, khi các bạn phá vỡ cái cánh cổng ở bên kia kìa, nó sẽ tạo một cái cánh cổng bất kỳ. Nói chung là mình cũng không ngờ rằng nó tạo giống sâu như này. Rồi không sao. Đó, mọi người phá hết cái cánh cổng bên kia để lấy để bán đi nhá. Rồi. Xe đang phá đây. Rồi sau đó thì mọi người. Đó, sau đó thì mình lại chui vào và mọi người lại đứng ở đây và phá cánh cổng này. Đó, lại mình lại chui ra và tạo thêm một cái cánh cổng khác. Nói chung là chúng ta cứ làm mãi như thế là chúng ta sẽ có thật là nhiều tiền. Và sau đó mình sẽ mua tầm vài trăm cái máy kim cương các bạn nhá. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ gọi là tỷ phú đi. Nào mọi người bắt hết ra đây. Bắt hết ra đây, không đủ nước vào là được. Đây để cho cứu bắt thôi, Pixel đang đây rồi. Chia nhau ra mỗi người làm một việc. Pixel đào đấy nhá. Ok. Mình sẽ chặt cứu. Rồi sang bên trái cứu ơi. Rồi, từ. Sang bên trái. Rồi. Ok. Rồi, lần này thì rồi luôn. Lần này mình nghĩ rằng là lần này sẽ cho cừu chui vào trong đó, mình sẽ phá cái cánh cổng này bên ngoài. Đó, mỗi người sẽ chạy như bắt đầu chạy xuống rồi. Ủa, không biết rồi. Rồi giải cứu đi. Giải cứu hay là chết luôn. Rồi ok. Cừu bắt đầu bây giờ, cừu chui vào đây đi. Nhanh cừu xuống đây, chui vào đây đi. Rồi cừu có bơi xuống đây. Xong rồi. Thôi để vì sao công việc farm đấy, cừu cứ ở nhà đi. À rồi. Anh cừu xuống. Này, xuống đây, xuống chui vào đây đến lượt núp xử lý này. Ấy. Pixel nhá, Nước bảo nhá, Pixel lấy cái xô đi, chuẩn bị núp nào bảo là múc nước trên đấy để cho nó khô cạn đi để núp đào cái này. Rồi Pixel lấy xô đi. Đấy các bạn thấy không? Chui vào đi. Chui về cái cánh cổng điện của Wendy cứu. Đây. À cho cứu chui vào đó mỗi người. Rồi múc xô nước đi. Múc nước đi để cho nó cạn nào. Rồi ok, nước bắt đầu cạn dần rồi. Vào chưa? Rồi vào rồi. Ok, mình sẽ bắt đầu đào. Chúng ta sẽ có thật là nhiều option à, từ đã mình chờ nước đó bạn ơi. Giờ này nước nó cuốn trôi đi đấy. Đó, cái gì mình cũng phải cẩn thận nhá. Ok, rồi chúng ta sẽ đào phá vỡ. Xem rằng là lần này cừu sẽ xuất hiện ở đâu. Mình sẽ phá vỡ cái cánh cổng. Quay nhưng mà nói chung lần này chúng ta. Ồ, rồi. Cừu ra đi. Rồi ra đi xem rằng là ở đâu. Mong rằng là ngay gần mình đi cho nó đỡ mất công. Đó xem nào.
mất công. Đâu, đúng. Ấy, hay đó, quá. Chưa? Rồi rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Ở dưới đây hết. Rồi, hay hay hay. Rồi, kia lại chui vào đi nút phản tiếp. Mở rộng cái chỗ này ra đi. Ờ bây giờ lấy mở rộng. Ai có đuốc không? Đây 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 đây. Đuốc. Đuốc không có ở đây. Nhanh không creeper hay zumba nó xuất hiện đây đấy, mệt lắm. Rồi ok, chúng ta đó. Hóa ra đây sẽ là chỗ cái tập kết rất là nhiều cái cánh cổng địa ngục đây. Rồi, không lúc chả có gì. Lúc không lần này lúc không có cái gì luôn. Rồi xong. Cuộc sống này. Ấy, cái gì sáng ấy? Cánh cổng ạ? À ừ. Pixel có 10 ngọn đuốc nhưng vứt xuống sợ rơi. Ờ ha, vứt xuống mới biết là. Xuất hiện này. Đấy, đã bảo nói chung là chúng ta phải tắt. Pixel cắm dọc đường chỗ đấy đi. Thắp sáng. Thắp sáng hết đi. Rồi, ok. Ở nhà của chúng ta này sáng mà vẫn có rung bài. Đừng phá nha, kiểu đừng phá cánh cổng ấy nha, kiểu chui vào đi. Bây giờ kiểu thôi chúng ta đào bên ngoài đó. Rồi, ui, có nhiều obsidian lắm, này đào thải con gà mái luôn. Đây là cái cách mà chúng ta có thể là kiếm được cái obsidian mà không phải mất công. Nói chung là chúng ta không cần phải bỏ công sức đi làm cả. Chúng ta chỉ mất cái thời gian là chui ra chui vào thôi. Nhưng mà vậy chúng ta phải xác định được cái địa điểm ấy. Cái địa điểm mà cái cánh cổng này nó xuất hiện. Mình nghĩ rằng là mấy cái này nó sẽ xuất hiện ở quanh đây thôi. Cứ tưởng là ở trên kia thì đẹp. Mỗi tội là mất thời gian mất. Rồi, không sao. Trời ơi, thích chúng ta làm hẳn một cái cầu thang bắc lên. Đúng rồi, kiểu đang là giữ block nhá để làm cầu thang bắc lên kia lại vào. Rồi, vào đây lúc nào OSK bảo núp lại phá cho cái. Rồi, chúng ta 5 cái rồi. Nói chung là, rồi, được chưa? Vào chưa? OSK. Rồi, mình lại phá này ra cho kiểu chui ra. Ui, đào này mất thời gian lắm nhá. Rồi, chui ra xem nào. Lần này nếu lại cái cổng nữa xuất hiện đây thì mình sẽ gọi Pixel xuống đào cả team đào cho nhanh nhá. Chúng ta xem đi đâu, ở đâu, lần này ở đâu. Đâu thế? À đây. Ồ, ngay đây. Rồi, ok. Pixel ơi, xuống đây. Pixel phải đổ nước vào à. Rồi, nói chung là Pixel cứ đổ xuống. Không, đổ xuống nước đi, đừng TP, tí nữa chúng ta lại không lên được. Bây giờ xuống đây đổ nước xuống đây đi, sau đó thì tính sau. Ok. Lấy đuốc nữa nha, lấy đuốc nữa. Rồi, sau đó xuống đây đào. Đuốc xong cắm ở dọc đường đi này nữa nha. Pixel cắm rồi. Đó, chúng ta sẽ có giá mà có cái không thì không cần đuốc cũng được, mang cái bật lửa ấy. Bật lửa. Rồi, bật lửa đuốc các kiểu đấy hết rồi. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đào thật là nhiều cái này đó. Cẩn thận nhá. Ấy ấy ui. Ui, núp cũng tí nữa trôi theo dòng nước luôn. Rồi, chúng ta lên đi. À bây giờ lên. Rồi, ok chưa? Bé nha, nú bảo nha. Để chúng ta để không cho nước nó lênh láng ra đây thì chúng ta sẽ xây lên trên đi. Bao quanh nó vào. Cái nước này nó chỉ kiểu như là nó chỉ thành một cái dòng to ở đây thôi. Ui, chỉ đó cái này đúng dòng chảy của nó rồi, khó rồi. Thôi kệ đi. Rồi mà Pixel có cách rồi. Sao? Pixel không cầm nhiều ấy đây. Cầm nhiều block, ai có nhiều block không? Có, đây có 2-3 cái đây. Mà đây. Làm cái khỉ ho có cái gì đấy? Đi làm gì đấy Pixel? Pixel sẽ làm cái này rất là... Ui tí nữa, sâu Pixel ngã. Giật mình luôn. Ok, mình sẽ bơi lên. Nói chung là mình có... Chúng ta căn bản là mình không muốn chết. Mình có thích cái kiểu... Bây giờ mình mà muốn kiểu chết xong đó lên trên kia cho mọi người TP thì cũng được, chả sao. Trời ơi, xây bán nhà ở đây luôn á. Tí nữa thì dùng. Thôi để... À, chết rồi, Pixel bị... Thôi không sao, để chọn cách chết đi này. Kiều cầm cái hắc diện thành cho chút nút đi. Này. Đó, ha cầm đi. Rồi, ok, mình sẽ chết, sau đó mình lên mình múc nước, sau đó mình TP xuống. Đó, cho nó nhanh và gọn. Rồi, mọi người cứ tiếp tục đi kiều chưa đấy. Xong rồi bảo Pixel đào vỡ cái kia được. Ok, múc nước đi trời, Pixel. Rồi, ok, núp đây, núp đi múc nước đây. Mình sẽ ra đây kia múc nước cho các bạn. Sau đó thì sau đó mình sẽ lấy chắc là lấy cái gì. Trời, sắp sáng rồi này. Đây, oh. Kiều đi vào lần nữa đây. Pixel ngoài phá nhá. Hay là để Pixel xây máy phòng trước, sau đó thì... Thôi, không cần xây đâu, tí nữa nó khắc tự vỡ ra đấy. Rồi, ok. Thầy sáng luôn thì kìa. Đừng phải tắt đuốc các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ... Pixel phá đi. Phá nha. Trời, giá mà có cái máy farm oxygen thì tốt. Cái cúp nào nó đào siêu nhanh nhỉ. Nhanh lên trời. Rồi, cùng nhau phá cùng nhau đào. Ủa, cái trên này là Pixel đào hết rồi nha các bạn nha. Ok. Đó, nhập block này. Ui, nhập. Sẽ lấy cái
quẹt của tôi đâu rồi. Ui trời, nó chèn vào pixel. Ui zoom bay kìa. Rồi ok, mình sẽ TP xuống dưới kia. Đấy. Rồi. Đào đây. Đừng phá vỡ nhá. Quên mất là cái bật lửa là hết rồi đấy. Bật lửa là không biết là giờ này nó chui đâu rồi. Bật lửa pixel cầm á. À pixel cầm à. Ờ thế cũng hay. Đây. Đào xuống dưới, đào xuống dưới không? Đây đào. Thôi thôi, đào lên trên là được rồi. Chúng ta cứ đào lên trên hết lại được. Ok. Căn bản là ở dưới chúng ta không có cái điểm G, chúng ta đứng hết, thế nên là đào nó bị rơi ngay. Phải có điểm G mới đào được nhiều pixel. Ok, tất nhiên là phải có điểm G rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ đào. Chúng ta sẽ đào cái này. Wow, đấy được bao nhiêu mọi người, được bao nhiêu rồi? Pixel được 15 rồi. Ngon rồi. Ui này cứu nhá. Tí nữa thì đào pixel hàng, xong. Đào hàng vào one shot luôn. Rồi chúng ta đi. Đi vào. À, trên đầu còn pixel. Trên đầu còn một block nữa kìa. Để pixel trải nghiệm. Wow, wow. Đừng vào đấy mà phá cái cổng đấy nhá. Rồi. Được chưa? Vào chưa? Rồi. Ok, phá đi. Chia nhau ra mỗi người phá. Nói chung là tí nữa chúng ta có một cái sàn lằng nhằng, là chúng ta sẽ có một cái kiểu như cái nền. Sàn bed. Có một đảo bedrock luôn. Đảo obsidian này. Nhầm obsidian. Bedrock. Trời ơi, nhầm bedrock. Rồi, pixel ra đi. Pixel ra đi. Ok. Bây giờ này nó xuất hiện đâu đây? Trời ơi, nó xuất hiện xa quá. Rồi, ok, ngay gần đây rồi. Rồi, mọi người. Rồi, okay, pixel lại vào nhá. Rồi, vào đi. Vào đây để pixel đi đào đất, xong pixel tí nữa đưa block cho mọi người. Du hành vũ trụ. Đi đào bây giờ mà lấy kinh nghiệm. Pixel đi du hành vũ trụ. Đi đào thành anh Nether giờ á. Ờ. Trời ơi, lấy kinh nghiệm để in chan hả? Rồi, ra đi pixel ơi. Ok, pixel đang dập lửa các kiểu con đàn điểu trong này. Ủa nhiều lắm các bạn nhé. Đào mỏi tay luôn, đào gãy tay luôn. Các bạn thích bao nhiêu cũng được. Nó là vấn đề là các bạn phải có hai người để giúp chúng ta có cái cách như này. Rồi lại một cái cánh cổng ngay bên cạnh này. Rồi mọi người vứt hết oxygen đây để nước đi bán này. Đây mọi người đây. Đấy, vứt cho pixel. Đây vứt cho núp này. Ui 37 luôn. Rồi được chưa. Rồi. Rồi ok, nó sẽ chết. I'm die đây. Rồi, kì cứ đứng hai người cứ đứng farm đấy nha để nốt đi mua đồ á. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi đi bán đồ rồi các bạn ơi. Quay về cái khu spawn này và chúng ta sẽ qua khu shop và chắc chắn là mình bán được khá là nhiều ấy. Mình sẽ xuống cho đợt phá này. Obsidian này. Còn xuống mà mình sẽ xuống lâu rồi. Để kiếm phá được. Wow, lần này được bao nhiêu đấy? Ui, lần này chắc nó phải được mấy chục nghìn đấy. Mày ít đâu. Mười mấy nghìn rồi. 15 rồi. Ôi bán một nửa rồi. Ít cũng phải được 30 nghìn các bạn ơi. Không dẫn. Kim cương giờ okay. Chúng ta chắc cũng chẳng cần đến kim cương rồi. Đó, mình sẽ đổi rồi 20 nghìn. 28 nghìn. Mua một ít cái này. Đó. À chúng ta có ấy này. Có tơ nhện này. À có cái chỉ này. Để chúng ta làm cung được này. Hai. Đó. Làm cung để sau đó. Rồi mình sẽ mua rồi. Nhiều mà, ủa vẫn còn 20. Rồi, 27 này. Nhiều một xíu, tiền nhiều để làm gì? Rồi. Kính chưa? Đầu giàu ấy. Đấy, chúng ta có mua được ngọc cả Ender luôn, Ender Pier luôn. Rồi, chúng ta thích như thế nào hả? Trời ơi, bên này xem nào. Mua được kim cương, mua được emerald, nói chung là mọi thứ à. Than này mình cũng mua được này. Vàng sắt kiếp các thứ này, nhưng mà thôi chắc chắn là mình sẽ đi ra mua cái máy đó. Mua thử mấy cái máy nào, My Moment đây, mấy cái máy ở đây. Trời, máy sắt này. Và chúng ta sẽ có một ít iốt rồi, một sắt à. Một diamond sệt 15 phút. Ui. 15 phút vừa 15 phút. 15 phút một kim cương á? Ờ. Ui, đắt nhỉ. Đắt thế, mặn đấy. Hay là chỉ là 15 phút trong Minecraft này cũng lâu mà. Ui, 15 phút mà, trời ơi, tính. Nói chung là đắt lắm. Chắc tính tham. Mấy cái máy này là đắt kinh khủng khiếp luôn các bạn ơi. Nhưng mà thề luôn là không bao giờ nó bằng được cái. Ở đây mình mua máy sắt đây. Đi farm obsidian. Chắc là mình sẽ mua. Cái đấy trong thời gian chúng ta đi farm thì chúng ta có thêm kim cương ở nhà nữa. Đây mình sẽ mua, Noob sẽ mua mỗi loại một cái máy cho các bạn. Đỡ tò mò. Trời ơi. Máy lapis nha. Máy kia làm gì à? Rồi. Máy thang lên thiên đường ở đây.
Quẩy hết rồi. Nước xăng lên tương. Bây giờ chúng ta sẽ cần đến mười mấy nghìn nữa. Mọi người đào đi, đào đào cố ấy cho núp tầm 20.000 tiền nữa là chúng ta sẽ ơi, quên mất tí rồi. Chúng ta sẽ ổn áp đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bách. Đâu nhỉ? Bách về khu nào ta? À đây đây đây. Rồi, mình sẽ chui chui vào đây. Rồi, mình mua thêm 5 cái máy. Đó. Trời ơi, trải nghiệm mà đây. Ui, viên kim cương đầu tiên nó xuất hiện rồi. Ui, khóc khóc khóc. Ui, ra nước mắt. Ui. Sau bao nhiêu lâu? Thề luôn các bạn ơi. Thề luôn là sau khi mình kiếm được cả chắc là cả mấy stack kim cương rồi giờ nó mới xuất hiện một viên này. Thật là xúc động phải không? Rồi, bây giờ mình sẽ đặt các cái máy ở đây. Wow. Ui, cứu lên đây làm gì ấy? Ồ, đây 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 là lag các bạn nhá. À, đừng quan tâm. Ta không nên quan tâm. Rồi bắt đầu thì mình sẽ giàu quá rồi, bây giờ kiểu đi chơi rồi kìa. Hoặc là đi chơi ạ. Trời ơi, đào đi chưa giàu đâu. Rồi không được ngủ quên đó. Đây là tổng cộng là 4 loại máy này, à 5 loại máy, thêm này là 6 này. Tí nữa chúng ta sẽ thêm cái 2 máy nữa là máy Emerald với cả máy rồi máy gì nhỉ, Redstone à. Rồi, rồi bắt thang luôn ạ. Rồi mọi người đào đi nhá, để nút xứng mọi người có đủ có thêm mấy chục. Vì sao có 14 viên rồi, kìu bao nhiêu viên rồi? Kìu bao nhiêu? Vứt đây nào. Có viên nào? 4 viên. Ờ, vứt đây. Rồi, tôi sẽ xuống đào thêm nha các bạn nhé. Ờ, nói chung là ngày hôm nay chúng ta mua... Đang thang hay không? Con thang lên rồi. Này, đi tắt này. Cay thật. Mình cứ tưởng là đi tắt được rồi, không sao. Thích thì TP cũng được mà. Trời ơi. Nói chung là sinh tồn rồi. Rồi. Đâu? Vứt đây coi. Đây. Rồi bây giờ Pixel chui vào đây để núp múc cho. Trời ơi, cái cú của tôi hiệu suất 1 các bạn ơi. Bây giờ bao giờ mình có cái hiệu suất tầm hiệu suất 5 rồi. Ui, đào đừng hỏi tại sao luôn. Múc. Rồi ra đi Pixel ơi, ra đi. Ok, nhanh đi. Nhanh mà, trời ơi, với sức mạnh của núp. Các bạn thấy không? Cái gì đây? Bài siêu ghê. Rồi, Pixel lại vào đi. Ok. Đó, chúng ta làm một cái chục cái cánh cổng cho các bạn nhìn cho hoa mắt nhá. Mình nghĩ rằng là nó sẽ xếp chồng lên nhau đấy. Chưa đi. Rồi, đào tiếp. Cuộc sinh tồn của chúng ta easy đi không? Ôi, từ nãy Pixel đào tung chỗ này lên mà chưa thấy viên thạch anh nè. Rồi. Không, nó phải ở mãi dưới rồi. Pixel lại ra đi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đào. Thế mình nghĩ rằng mất cái cầu thang ở kiểu ngay đó. Ui, mất luôn cái này. Rồi, Pixel lại vào đi. Cho Pixel ra vào đó. Trời ơi. Đêm 7 ngày 3 vào ra không kể. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đào tiếp. Mấy chục lần như 7 ngày 3 gì. Sao nào? Ui, đào lâu quá. Rồi, Pixel ra đi. Rồi, vào ra không kể cơ mà. Rồi, ra tiếp. Bây giờ Pixel ra ngoài, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đào hết chỗ này. Ok. Đá đi, Pixel. Ôi trời ơi. Bao nhiêu cái cổng này? 1, 2, 3 hình như là 4 sao ấy. Thôi cứ đào đi, chúng ta đào xong chỗ này. Chỗ này không, chúng ta là về là giàu rồi. Về là được, còn bao giờ thiếu tiền lại xuống đây khai thác tiếp. Đấy. Chỗ này là chỗ cái mỏ này là mỏ gọi là mỏ dành cho tỷ phú ở Dubai các bạn. Các bạn biết không? Người ta đây là mỏ dầu. Chúng ta mọi người ở Dubai cũng làm toàn làm kiểu này, xong rồi đào đi bán kiếm tiền thôi. Đấy, thế nên là các bạn mỗi tội ở Việt Nam chúng ta không làm được như này, khổ thế đấy. Nên là mình không thể giàu được. Rồi đây chúng ta sẽ đào. Ok. Ôi, đào rồi. Rồi 26 rồi. Mình sao thích thì đào nha để lúc lên trên kia tầm. Trời ơi, từ đã chúng ta đào nốt cho giàu nữa nào. Rồi, kia lại nhảy xuống rồi. Bây giờ Núp sẽ về mua thêm cái hai cái máy còn lại các bạn nhé. Ngày hôm nay là chỉ mua sắm thôi, ngày hôm nay... Lát nữa Pixel sẽ cầm cái này, Pixel đi bán để cảm giác được làm đại gia nó như thế nào. Cảm giác được làm đại gia, cầm trong tay mấy nghìn đâu à. Rồi, mình sẽ bán các bạn nhé. Ui, không biết đủ không ấy, không đủ rồi, vẫn không đủ nhá. Cay thật. Đó, chúng ta sẽ vào mua cái máy Emerald 11.000 5.000. Ồ, vẫn đủ. Bắt 2 block thì Pixel 2 chân chân. Vẫn đủ. Rồi. Này, xong kêu ấy cầm thuốc luôn này để tí nó đi đến đâu cắm đến đấy không sao. Emerald và Redstone. Rồi, tất cả các cái máy ở trong này nói chung là thử thách nó là chỉ là mua một cái thôi, nhưng mà mình mua tận hết luôn. Được nhỉ. Mình mua tận hết luôn các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chui vào đây. Chui vào đây nào.
Rồi và chúng ta sẽ đặt ở đây. Emerald đây phải không? Đó, vẫn là con bò các bạn này. Đó, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ bách lại. Đó, bách lại để được cái máy. Rồi xong rồi đấy. Ui hai máy này dính vào nhau thì không sao. Ồ level 1 này vẫn nâng cấp được level. Hình như là nâng cấp được lên level thì phải. Rồi nhưng không sao, chúng ta sẽ để tập sau đi. Ok thì có lẽ rằng là cái clip sinh tồn ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi. Vâng, hai thanh niên kia bắt đầu đang lên rồi, vẫn bắt block rồi. Nói chung là đang xây cái cầu thang rất là rộng thêm khá là nhiều để cho đỡ bị té ngã các bạn nhá. Và nếu các bạn yêu thích cái series này, yêu thích cái clip này và muốn rằng Noob Team làm các clip sinh tồn khác thì đừng quên để lại một like cũng như ấn đăng ký kênh của PC, đăng ký kênh của Kỳ và đăng ký kênh của Noob nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye.